nữ idol pop tại đảo Thiên Đường nhận lời ngợi khen với màn bắn tiếng Anh nút mic. Lê Vây Giòn, nữ idol pop tại đảo Thiên Đường tự tin bắn tiếng Anh nhận về mưa lời khen từ công chúng. Ngày 8 tháng 10, họp báo trao sát cho đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Intercontinental 2024 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh thu hút sự quan tâm của công chúng. Người được trao nhiệm vụ này đồng thời kế nhiệm Á hậu Ngọc Hằng chính là Bùi Khánh Linh, Á hậu 1 Miss Grand Việt Nam 2023. Sự kiện này thêm phần đặc biệt khi có sự góp mặt của dàn người chơi tại đảo Thiên Đường, game show gây chú ý nhất thời điểm hiện tại. Minook, Sung Eon, Michael Trương, Trần Mạnh Kiên, Juna Vũ, Lee Rayson và Lee Huzon cùng đến ủng hộ Á hậu Khánh Linh trước ngày lên đường đem chuông đi đánh xứ người. Đặc biệt, khán giả bất ngờ đổ dồn sự chú ý về Lee Rayson. Bởi lẽ, nữ idol pop đã có màn giao lưu bằng tiếng Anh lưu loát, ấn tượng và tự nhiên. Khoảnh khắc này nhận được nhiều lời ngợi khen từ người hâm mộ. Không những vậy, một số ý kiến cho rằng khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của Lee Rayson không hề thua kém bất kỳ thí sinh nào tại các cuộc thi nhan sắc lớn trên thế giới. Không chỉ riêng thời điểm trên, vốn tiếng Anh của Lee Rayson còn được minh chứng rõ nét qua nhiều tập phát sóng đảo Thiên Đường. Nữ idol pop phần lớn giao tiếp bằng ngôn ngữ này trong mọi hoạt động. Được biết, Á hậu Khánh Linh là một trong số những mảnh ghép tại game show đảo Thiên Đường. Giữa nàng hậu gốc Bắc và dàn người chơi có mối quan hệ thân thiết, họ thường xuyên xuất hiện đến ủng hộ Á hậu Khánh Linh trong những sự kiện quan trọng. Hôm 3 tháng 8, hai trong số những người chơi, nam là Michael Trương và Minook còn đến Phan Thiết để chúc mừng khoảnh khắc Final Walk khép lại nhiệm kỳ của Á hậu Khánh Linh. Xoay quanh chặng đua Miss Intercontinental 2024 sắp tới, Á hậu Khánh Linh sẽ mang đến mẫu trang phục dân tộc mang tên Thiên Hạc. Nàng hậu được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện cho giải SAS Việt Nam tại sân chơi này. Trước cô, Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng đăng quang Miss Intercontinental 2022 và Lê Nguyễn Ngọc Hằng cũng xuất sắc đạt Á hậu 2 Miss Intercontinental 2023.